Thấy gì rồi mọi người? Thấy gì không? Đâu? Hả? Đâu? Cái gì vậy? Ui dồi, biết trần qua đéo là nhắn thín này. Tôi nó phá hết rồi. Này, đây ai? Vẽ nó xuống này. Ui dồi, ui dồi. Gì? Chăn rồi, chăn rồi. Ui, chăn chăn. Ui, quá nó gì luôn. Ai, chồng lần chưa? Đây. Ôi dồi. Có gì không anh? Để em thăm cái bẫy này. Đúng rồi. Nhà mình có đặt là mấy cái bẫy, bẫy lồng đây. À, cọc bên đây cũng. Vâng. Cọc đây cũng có. Đấy, thế anh em mình thăm mấy cái bẫy. Hôm qua anh em mình đào ở dưới kia không ạ? Như là đen sao tích trên kia, đen như đi xe tích trên kia. Chắc đi một mình. Woo! Dưới kia gì không? Chưa. Bây giờ mới đang thăm mấy cái bẫy lồng. Phải đen mới lại ấy. Đen mới đội anh Tuyên. Cái kiểu có gì ấy. Cóc con Nguyên. Đấy, bây giờ anh em mình sẽ ra thăm mấy cái bẫy trông mọi người nhá. Hôm qua anh em mình có đặt mấy cái ở đằng này. Đào hết hơi rồi. Hai ngày mới được có 7 cái. Bẫy sóc ở đây này. Bẫy sóc này. Ui giời, cái này sắc chưa? Bẫy sóc. Cắm. Cái này bọn bẫy sóc này nhé. Vâng. Bật mẹ mất lò xo rồi. Đấy, người ta đặt trên này này mọi người. Người ta đặt trên những cái thanh tre này. Xong là sóc phát hiện ra mồi nó vào ăn. Rồi bẫy hiệu quả mọi người. Mình cho ít chuối hoặc ít dứa vào. Nó thơm. Mất lò xo rồi. Nó vào nó đây mọi người nhé. Đấy. Mình cái mô hình như mọi người xem. Đây là hình dung là mình sẽ móc con mồi dưới này. Đấy. Khi mà vào, con sóc nó vào nó ăn con mồi. Nó sẽ làm động cái dây treo mồi này. Và sẽ cái dây treo mồi nó sẽ móc vào một cái đầu cây ghim để lưng cái cửa bẫy này. Khi nó động vào đây nhé, nó ăn một phát là nó sẽ bị tuột cái gầy ra. Đấy, và cái cửa hom nó sẽ bật xuống nhà. Nếu như còn lò xo thì nó bật rất là mạnh. Đây, lò xo đây mọi người này. Với đây cái vận tốc dập cánh cửa lại rất là nhanh. Thì nó khi nó sập bẫy vào rồi là nó phải nằm in ở trong đấy. Cái lò xo này nó hỏng rồi mọi người này. Đấy. Đi đi. Đi cầm cam để anh đi ra thăm mấy cái. Chưa, bây giờ mới đang thăm mấy cái bẫy lồng. Có gì không? Em tắm nước cái này rồi. Ừ, em xem ở cái gốc cây ấy. Gốc cây đấy nhiều cây vối à? Cây vối đúng không? Hai cây vối đúng không? Ui, cây vối hình như có hoa. Sướng ơi, lấy hoa vối về uống thì thôi rồi. Ê mọi người nhìn cây vối. Nó đi đéo đâu nhỉ? Ê mọi người, cây vối rất là to, khổng lồ luôn. Vối đang có hoa mọi người ạ. Cây vối hay cây roi? Ừ. Cây vối đúng không? Dạ. Cây vối là lấy nước, pha nước uống thì rất là ok mọi người ạ.
Đấy, chim kêu ấy. Thời tiết mấy hôm nay nó cứ lúc nắng lúc mưa cả nhà. Ê, đây nó đặt một cái bẫy nữa ở trên trên bẫy sóc. Hả? Đây, bẫy sóc ở trên cây này. Thì mọi người nhìn. Hả? Bẫy trông gì? Bẫy cạm gì? Bẫy trông đào hố của mình gì? Xuống xem nào. Ở tuyết ơi, có gì chưa? Đi xuống xem nào. Hôm nay khá là mệt một ạ. Cái gì đen đây? Cái gì đấy xuống? Thấy gì rồi mọi người? Thấy gì không? Đâu? Hả? Đâu? Cái gì vậy em? Ui dồi ôi, biết trườn con đéo là nhắn thín này. Ui nó phá hết rồi à? Vâng. Ui dồi đi qua nhưng mà. Ui dồi đây nó bò từ đây này. Biết trườn của ấy thôi. Nó biết nó bò từ đây này. Ui dồi ôi. Biết nhắn lắm. Con gì to thế nhỉ? Con nít cũng sát vào. Không cưng nhỉ? Nó rơi, nó có rơi xuống không? Có, sập bẫy kìa. Sập đây nhưng mà không. Này, đây ai? Vết nó xuống này. Ui ôi, ui, 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 con nằm thấy đây. Con gì ấy? Đây này, này. Thôi, thôi, chờ. Ui, 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 con chăn rồi, con chăn rồi. Chăn, chăn. Ui, nó ăn con gì nữa. Này, cái đầu đằng kia kìa. Đây. Ôi, ôi. Đây là hai cái sản phẩm chính. Đấy, mang thương hiệu sản phẩm thực vùng cao của mấy thầy trò mình mọi người nhé. Thì trên tay mình đây nó là một miếng cao rắn hổ mang. Đấy. Ở bên này nó cũng là một miếng cao chăn. Đấy. Thì toàn bộ chăn và rắn hổ mang đều là hàng tự nhiên anh em mình bẫy bắt được. Thì anh em mình về đã nấu thành cao và đóng hút chân không một cái túi nhài mọi người nhé. Mỗi một miếng nhài sẽ là một nạng cao rắn hoặc là cao chăn. Thì cái tác dụng của cao chăn và cao rắn hổ mang này nó đặc trị về vấn đề xương khớp, đau mỏi xương khớp, vai gáy và các khớp tay khớp chân như đau dây thần kinh tọa nha mọi người nhé. Thì sử dụng cái cao chăn và cao rắn hổ mang này chỉ trong vòng từ 3-5 ngày thôi là mọi người đã thấy cái kết quả của nó rất là tốt rồi. Đấy. Thì mọi người có nhu cầu về cao chăn, cao rắn để đặc trị những bệnh về xương khớp thì cứ liên hệ qua số điện thoại của mấy thầy trò mình sẽ để trên màn hình của cái video ngày hôm nay. Thế còn đây là một cái sản phẩm cũng rất là tốt, cực kỳ tốt của mấy anh em mình. Tức là đây là toàn bộ đây là lấm linh chi mọi người nhé, tức là lấm lim ấy. Cái lấm lim này thì toàn bộ là lấm lim bao tử. Chứ lim này là lấm này là chưa có mũ xòe mọi người nhé. Tức là mình gọi là lôm na là lấm là mầm ấy. Thì cái hiệu quả của nó rất là tốt. Đấy. Nó đặc trị về các bệnh, về rất là nhiều bệnh, sàng lọc những chất độc trong cơ thể con người mình. Và nó có một công dụng là ngăn ngừa tế bào ung thư được hiệu quả rất là cao. Đấy, các bệnh về tiểu đường, tim mạch, rồi gan, thận đều sử dụng lấm linh chi này rất là tốt. Thì mọi người có nhu cầu về lấm linh chi, cao rắn hổ mang cũng như cao chăn thì liên hệ qua số điện thoại của mấy thầy trò mình nhé. Ui, 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 cẩn thận cá bắt trông. Ui, ui, con này dữ thế. Ui, nó ăn con đéo gì này. Nó ăn con gì ở bụng nó kinh chưa này. Này mọi người đây này. Con nghéo không? Không. Ui, ui. Này, nó ăn con mồi mình này. Được thế. Ăn là gì nữa. Hay là nó lút con mẹ con mồi dưới này rồi. Táp hả? Mồi qua mình treo. Treo chắc 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 dưới đây. Nó cả tôi rồi. Nó ăn mẹ mồi của mình rồi. Ui, ui. Táp kinh nhỉ. Ui, giời ơi. Đấy, phát đấy, thằng đen nó mà đi gần gần nó mẩu rồi chết người. Quá ghê mọi người ạ. Ôi to quá. Này. Ui giời cả nhà. Ui con này phải trên trên tạ rồi. Cái mồm nó có ừ. Vẹo nó ăn kéo gì ở bụng mà. Tuyên vén vén ở bụng ra xem này. Nó ăn cái trên mồi của mình ấy. Nó ăn mồi rồi. Ui giời. Anh nghĩ là hay là nó ăn mẹ con của mình bị dính bẫy nó ăn mẹ đấy. Có khi nó ăn. Nuốt rồi đấy, thằng con mồi đấy. Nhưng mà cái mồi của mình treo không thấy đâu nhỉ. Ui giời. Ui nó ăn cái bụng này to lắm. Như con trâu. Cái con gì to lắm. Hay là con lợn rừng con nó ăn mẹ rồi. Hay cực kỳ dính rồi nó ăn nó chùi mẹ. Thấy cái trâu của mình đây nó ngả như. Mẹ con này nó ghê vậy. Nó đớp kinh thủ luôn. Ở nhà nhìn nó này. Mấy cái gì.
Thấy chưa? Thấy chưa? Ui giời. Phải mày chỗ này nó rậm mấy. Đang gặp phải bắt ra đi. Cái móc cháu thuộc cho phạt đi. Kéo. Ui. Đớp. Mẹ con này đớp liên tục. Con này đang cái thuồng anh chơi này. Thuồng anh. Thuồng thì mới đào được không, cái đấy nó bong mất cái đầu móc ra con. Lấy thuồng. Ăn mò no nó nằm ở đây. Chắc nó vừa lên thôi, vừa ăn thôi. Cái vết nó bò nó quặn ở đấy vẫn còn mới nguyên đấy. Đục đầu đây. Chứ không phải là nó lên nằm đâu, nó ăn đi đấy. Ra xem cái trông này nó sập mẹ. Nó ăn xong, nhưng mà nó ăn xong thì bao giờ nó cũng phải nằm nghỉ chứ nó không đi được ngay. Ui giời, nó đớp ấy nhá, cứ cẩn thận nhá. Ăn no đấy, nó còn nó hút. Bình chặt đớp. Mày đớp ăn. Còn nó đang vừa ăn xong nó đang tức người ấy. Tức ruột ấy. Khó nhỉ. Mùa ràng ràng ấy. Hay tập trung vào đít lôi ra. Úi giời, nó đớp ấy. Ra anh chứ. Ra anh. Nó đớp ấy. Một, hai. Đấy, đá ra đó. Ui, không được rồi. Được lên. Quá mẹ mà thôi. Ấy, anh sướng cẩn thận nó đớp nhá. Hay vô đầu lôi ra vô nhỉ? Úi giời. Lừa thì lừa vô lừa mà túng đầu mà lôi đó. Có cần là có tiền. Có cứt là có tiền, không vướng. Mặt máy đi. Cẩn thận nhá, nó đớp và rách cái tay đấy con ạ. Lùi đâu anh chú chậm một. Mẹ nó khổ lắm. Lùi lại bắt đầu nó tư thế đấy. Ui mẹ con này to nhỉ. Dã man. Đây cả nhà nhìn nó này. Người của nó kìa. To luôn nhỉ. Đây đầu đây. Ê nó đang đòi đất được sướng kìa. Đấy. Anh thủ ấy. Quá là gì là ghê mọi người này. Cái đang giữ đầu sao là kéo cái thằng này rồi. Rất là to. Ôi giời ơi. Đi lên chân bố mẹ mày. Con ôn toi này. Dạo này cái chính sách của YouTube nó thay đổi rất là nhiều mọi người ạ. Ngay như cái cảnh mà anh em mình bắt chăn bắt rắn mà túm đầu thì cũng không thể đăng được. Đấy, khi mình túm đầu nó thì mình nó sẽ bị đưa vào cái danh sách hạn chế là bị bạo hành động vật mọi người ạ. Cho nên là mình không. Ông đập hẳn đấy đi, xong rồi lôi cái đuôi ra. Đập hẳn cái đoạn đuôi đi, em chọc chọc hết cái đoạn đuôi đi. Đấy. Làm sao để cho cái đuôi của nó sang bên chỗ trống này được. Ừ, nó thả mọi người. Úi dồi. Dạ mà còn to. Úi dồi. Cái vành chọc. Mà chéo cái bụng ghế to nhỉ. Đấy, vừa ăn rồi. Tao không phải là bẫy mày. Ê! Ôi. Tao phải bẫy mày đâu. Tao là... Ôi giời! Mày quay lại đớp cả tao đó. Tao không bẫy mày. Mà chủ yếu là tao bẫy con khác. Mày lại ăn con tao bẫy được à? Thế thì mày phải chấp nhận thôi. Sắp chết đến nơi rồi còn. Lôi đi, lôi ra ngoài bãi trống kia. Đấy. Tập trung à. Đấy. Ui loạn đi gì loạn đấy to à. Dã man. Đấy. Ừ. Đấy cứt đâu mà bố. Vậy phải đi. Thôi cứ lôi đi. Cứ lôi đi. Tập trung lôi. À. Lôi nó ra. Cẩn thận sướng cẩn thận nhá. Đấy. Đấy sang đứng đứng sang bên đấy đi. Sang Bắc Vinh đi. Nào. Mẹ con này nó ăn con gì nó đụng bụng kìa. 2 3. Ấy. Càng ghét luôn nha. 1 2 3. Ấy. 1 2 3. Mắc gì vậy? Nó quấn mẹ người nó vào cái chỗ này này. Cẩn thận cẩn thận nhá. Đây, tập đồ đấy. Ấy, cẩn thận. Đấy. Trên đoạn nưng cong cong này.
lôi phát nữa đi. Tập trung lôi một phát nữa đi. Xem này. Một thang. À, sắp được đấy. Một thang. Đấy, ra đấy. Ấy, mọi người khiếp chưa? Ui giời ơi này. Ui giời này. Dã man. Ui giời. Ui giời này. Hay, tuyệt vời. Phát lướt đi, rồi. Lướt. Ok, ok, ok. Kìa, cẩn thận nhá. Ok, ok. Vất cái móc đấy. Đâu rồi, cẩn thận. Nó đớp nhá. Cẩn thận nó đớp nhá. Đây mọi người này. Nó đây rồi. Xuôi, tỏ dã man cả nhà. Này. Tư thế nó đớp đấy. Kiểu gì thì kiểu tín và cái đoạn mà bắt cổ này là phải che mờ đi, hoặc là thậm chí nếu như không được phải cắt hẳn đi nhá mọi người. Nên là mọi người nhiều lúc cũng thông cảm cho video của anh em mình, tại sao mình phải để đen trắng hoặc che mờ ở cái chỗ lý do là như thế. Có những lúc nó sẽ bị vi phạm vào cái nội dung là hành hạ bạo lực động vật, cái cảnh túm đầu ấy, nên là rất là nguy hiểm. Mẹ con này, cái đuôi cái bụng ghê ở người cái sao to thế. Yeah. Đấy, đấy nó to. Từ cái chỗ đầu đến cái chỗ đít này này. Ở đây. Từ là ngang ngang ấy. Đấy. Ý gì. Nào rồi đấy vậy. Đây á, đoạn này to đùng. Yeah. Đoạn này đến rồi. Dính. Yeah. Mọi người thấy dã man chưa? Thôi bắt đi. Mọi người nhá. À, mình cái cảnh này mình sẽ quay xa một chút để nó đỡ bị vi phạm. Đấy. Cẩn thận nó đớp nhá. Đấy, mọi người thấy rất là vất vả nhá. Không hề đơn giản tí nào. Rồi mình sẽ sợ nó dính vào cái vi phạm vào cái chính sách bạo lực của YouTube đấy. Cái con cần bẫy để bắt nó thì không được, mà lại bắt được cái con chưa cần. Thế nhưng mà chung quy lại là chúng ta cũng lại có tiền mọi người nhé. Ý mọi người thấy chưa? Anh Vinh quay người cho mọi người xem cái lúc to của nó. Ui cái đợt này khiếp nhỉ. Ui trời ơi cả nhà này. Mọi người nhá, để anh em mình bây giờ sẽ khênh lên trên đoạn trên kia để cho hả dễ ấy nhá. Thì video này anh em mình xin tiếp tục đây mọi người nhá, để anh em mình bắt cho nó vào cuối. Mọi người xem video nhớ like cái kênh của mình cũng như các anh Top Tem mọi người nhá. Xin chào tất cả mọi người nhá.